Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phước 40 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, 5 năm tù về tội làm, phát tác, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2018, Phước tự tạo và nhờ người thân tạo các tài khoản Facebook. Phước sử dụng các tài khoản này để theo dõi, gửi lời mời kết người chơi với các tài khoản Facebook có ảnh đại diện liên quan đến cơ chế Việt Nam Cộng hòa và các đối tượng phản động lưu vong. Phước tại phiên tòa Phước nhiều lần liên giác stream nói chuyện về tình hình chính trị và chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, xúc phạm đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, để hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức phản động lưu vong, ngày 29 tháng 4 năm 2017, Phước làm ra ba lá cờ tiến thưởng ba sọc đỏ cờ của cơ chế Việt Nam Cộng Hòa, rồi dán lên tường nhà và khu vực khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên. Người dân phát hiện đến cơ quan công an trình báo và tiến hành thu giữ các tài liệu và vật chứng liên quan. Ngày 10 tháng 12, Phước đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đầu thú.